Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu của cha, hôm nay cha đến với con với một thông điệp về sự thay đổi và khởi đầu mới. Trong tận sâu thẳm tâm hồn con có cảm nhận được tiếng thì thầm dịu dàng của cha gọi con bước vào một hành trình chưa từng có. Đây là một khoảnh khắc thiêng liêng, một điểm bước ngoặt nơi con phải chọn tin tưởng vào kế hoạch của cha và đi theo sự dẫn dắt của cha. Cha biết con đường phía trước có thể dường như mơ hồ và ý nghĩ rời xa những điều quen thuộc có thể đáng sợ. Nhưng cha bảo đảm với con, đây không phải là một hành trình con sẽ thực hiện một mình. Cha luôn ở bên con, nắm tay con và soi sáng từng bước đi. Cuộc sống con đã biết cho đến nay chỉ là một lời mở đầu, một sự chuẩn bị cho mục đích lớn lao hơn mà cha đã dành sẵn cho con. Cha đã thấy những đấu tranh của con, những giới hạn và những xiềng xích đã níu giữ con lại. Nhưng hôm nay, cha mời con thoát ra khỏi những ràng buộc này và bước vào định mệnh vinh quang mà cha đã thiết kế riêng cho con. Đây không chỉ là một sự di chuyển về thể xác mà còn là một sự biến đổi sâu sắc về tâm linh. Đây là lời kêu gọi để gỡ bỏ cái cũ và đón nhận cái mới, rời xa sự thoải mái của thói quen và lao vào những khả năng thú vị đang chờ đợi con. Hãy tin tưởng vào cha vì cha có một tầm nhìn cho cuộc sống của con vượt qua bất kỳ điều gì con có thể tưởng tượng. Khi con thực hiện bước nhảy niềm tin này, biết rằng cha đang dẫn dắt con đến một tương lai tràn đầy mục đích, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch thiêng liêng của cha. Con sẽ không còn bị kẹt trong sự trì trệ hay bị ràng buộc bởi những hạn chế của quá khứ nữa. Thay vào đó, con sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị, khám phá tiềm năng tuyệt vời mà cha đã đặt vào con. Con yêu dấu của cha, có thể có những lúc trong cuộc đời con cảm thấy một sự bồn chồn sâu sắc, một cảm giác rằng con đang được kêu gọi đến một điều gì đó lớn hơn. Con có thể không hoàn toàn hiểu điều đó nhưng con có thể cảm nhận được sự thay đổi đang khơi dậy trong trái tim mình. Đây là dấu hiệu cho thấy cha đang mời con vào một mùa mới, một mục đích cao hơn mà cha đã định sẵn cho con. Nhận ra lời kêu gọi này có thể vừa thú vị vừa bất an. Nó đòi hỏi con phải bước ra bằng niềm tin. Tin tưởng cha sẽ dẫn dắt con đường của con ngay cả khi con không thể nhìn thấy toàn bộ hành trình phía trước. Điều này có nghĩa là sẵn sàng buông bỏ những điều quen thuộc, những thói quen và mối quan hệ mà con đã biết để đón nhận cuộc sống mới mà cha đã dành sẵn. Cha biết thay đổi không dễ dàng. Con có thể cảm thấy lo lắng về việc rời bỏ những gì con biết. Con có thể lo lắng về việc tự mình điều hướng trong lãnh thổ không quen thuộc. Nhưng nhớ rằng, con yêu quý của cha, con không bao giờ cô đơn. Cha luôn ở bên con, đi bên cạnh con, bảo vệ con cả trước và sau. Tình yêu của cha bao quanh và nâng đỡ con dù con đi đến đâu. Khi con tiến lên trong sự vâng phục lời kêu gọi của cha, con có thể nhận thấy rằng không phải tất cả mọi người trong vòng hiện tại của con đều được định để thực hiện cuộc hành trình này với con. Các mối quan hệ có thể thay đổi và điều này có thể gây đau đớn. Nhưng tin rằng cha đang làm một điều mới mẻ cả trong con và qua con. Cha đang sắp xếp con đường của con, đưa con đến những nơi và những người sẽ ủng hộ sự hoàn thành của định mệnh mà cha đã ban cho con. Ngay cả khi một số mối liên hệ kết thúc, cha đang chuẩn bị những mối liên hệ mới, những người bạn đồng hành sẽ đi cùng con.
khích lệ con và thúc đẩy con đến tất cả những gì cha đã gọi con. Con yêu dấu của cha, cha biết sâu thẳm trong trái tim con cảm thấy một sự khuấy động, một khao khát về điều gì đó hơn, điều gì đó vĩ đại hơn cuộc sống mà con hiện đang sống. Sự bồn chồn này, cảm giác không trọn vẹn này không phải là nguyên nhân gây sợ hãi hay lo lắng mà là một dấu hiệu của lời kêu gọi dịu dàng của cha, dẫn dắt con đến con đường mà cha đã yêu thương chuẩn bị cho con. Con có thể tự hỏi về hướng đi của cuộc đời mình, tự hỏi liệu có điều gì đó nhiều hơn trong sự tồn tại của con ngoài những thói quen hàng ngày và trách nhiệm mà tiêu tốn thời gian và năng lượng của con. Sự bất mãn này, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như thoải mái, là một món quà quý giá từ cha, thúc đẩy con tìm kiếm mục đích thực sự mà cha đã tạo ra con. Hãy chú ý đến những giấc mơ và mong muốn mà cha đã đặt vào trái tim con, vì chúng là những hạt giống của kế hoạch tuyệt vời mà cha đã dành cho con. Những khoảnh khắc cảm hứng bất ngờ, những ánh sáng đam mê thắp sáng tâm hồn con khi con suy nghĩ về một cuộc sống dành riêng để phục vụ người khác và tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Đây là những lời thì thầm của thần khí cha đang gọi con bước ra bằng niềm tin và tin tưởng vào sự dẫn dắt của cha. Cha hiểu rằng bước vào cuộc hành trình này có thể là đáng sợ, vì nó thường đòi hỏi con bước ra khỏi vùng an toàn của mình và vào chốn vô định. Nhưng hãy vững tâm, con của cha, vì cha luôn ở bên con trên từng bước đi. Giống như cha đã gọi vô số cá nhân trong suốt lịch sử rời bỏ cuộc sống quen thuộc của họ và đi theo cha, cha cũng đang mở rộng lời mời này đến con. Hãy xem xét những câu chuyện của những người đã đi trước con, những người đã cảm nhận được sự kéo của lời kêu gọi của cha lên trái tim họ và can đảm chọn đáp lại. Họ có thể đã sống những cuộc sống có vẻ ổn định và an toàn, nhưng sâu thẳm họ biết rằng còn có điều gì đó hơn. Họ đã bước qua bước nhảy niềm tin đó, tin tưởng vào kế hoạch của cha cho cuộc đời họ và khám phá một mục đích còn lớn hơn những gì họ từng tưởng tượng. Con yêu dấu của cha, cha muốn chia sẻ với con câu chuyện của ba người đầy tớ trung thành của cha, Môsê, Samuel và Isaiah. Mỗi người trong số họ theo cách riêng của mình đã thể hiện điều gì có nghĩa là đáp lại lời kêu gọi của cha và theo con đường cha đã đặt ra trước mặt họ. Môsê là một người cảm thấy mình không đủ tốt. Anh ấy nghi ngờ khả năng của mình và nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều cha yêu cầu. Nhưng cha đã nhìn thấy sức mạnh và tiềm năng trong anh ấy. Cha đã gọi anh ấy dẫn dắt dân của cha, người Do Thái, thoát khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và Môsê đã đối mặt với nhiều thử thách trên đường đi. Nhưng anh ấy đã tin tưởng vào cha và vẫn vâng phục các lệnh của cha. Qua sự trung thành của anh ấy, cha đã có thể làm những phép lạ và giải phóng dân của cha đến tự do. Câu chuyện của Samuel có chút khác biệt. Cha đã gọi anh ấy khi anh ấy chỉ là một cậu bé trẻ phục vụ trong đền thờ. Ban đầu anh ấy không nhận ra giọng của cha, nhưng với sự giúp đỡ của người thầy của mình, Eli, anh ấy đã học cách lắng nghe lời kêu gọi của cha. Từ khoảnh khắc đó, Samuel đã dành trọn đời mình để phục vụ cha và dẫn dắt dân cha. Anh ấy trở thành một tiên tri, nói những lời của cha và giúp sức dầu cho những vị vua đầu tiên của Israel. Ngay cả trong đối mặt với sự phản đối và những thời điểm khó khăn, Samuel vẫn trung thành với lời kêu gọi của mình. Rồi còn Isaiah, khi cha lần đầu tiên gọi anh ấy đã choáng ngợp bởi sự không xứng đáng của mình. Anh ấy nhìn thấy tội lỗi và sự không hoàn hảo của mình và cảm thấy không phù hợp để ở trong sự hiện diện của cha. Nhưng cha đã thanh tẩy anh ấy và làm anh ấy mới. Cha đã ban cho anh ấy những lời để nói và lòng dũng cảm để nói chúng. Isaiah đã trở thành một trong những tiên tri quan trọng nhất của cha, tuyên bố những thông điệp hy vọng và cảnh báo cho dân cha. Anh ấy đã nói về Đấng Messiah sắp đến và sự cứu rỗi sẽ đến qua người đó. Mỗi người trong số những người đàn ông này đều phải đối mặt với những cuộc đấu tranh và nghi ngờ của riêng họ, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, họ đã nói vâng với lời kêu gọi của cha.
họ đã bước ra bằng niềm tin ngay cả khi điều đó thật đáng sợ hoặc khó khăn. Họ đã tin tưởng vào kế hoạch của Cha cho cuộc sống của họ và cho phép Cha làm việc qua họ theo những cách mạnh mẽ. Và đó là điều Cha muốn cho con của Cha. Cha có một lời kêu gọi và một mục đích cho cuộc sống của con cũng như Cha đã dành cho Môsê, Samuel và Isaiah. Nó có thể không giống như những lời kêu gọi của họ nhưng không kém phần quan trọng. Cha đã ban tặng và trang bị cho con mọi thứ con cần để thực hiện những kế hoạch Cha đã dành cho con. Nhưng trước tiên, con cần học cách nhận ra giọng của Cha và sự dẫn dắt của Cha. Điều này bắt đầu bằng việc dành thời gian với Cha, đọc lời của Cha và lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong trái tim con. Khi con đến gần Cha, Cha sẽ đến gần con. Cha sẽ bắt đầu chỉ cho con đường Cha dành cho con. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để phân biệt ý muốn của Cha, nhưng có những dấu hiệu và cách thức. Con yêu dấu của Cha, đôi khi Cha nói qua những lời khuyên khôn ngoan từ những người hiểu và yêu con. Đôi khi Cha nói qua những đam mê và khát vọng Cha đã đặt trong con. Và có lúc Cha nói qua những nhu cầu con thấy xung quanh con, những nơi mà tài năng và khả năng đặc biệt của con có thể tạo ra sự khác biệt. Khi con bắt đầu nhận ra những dấu hiệu này, điều quan trọng là con phải tin tưởng và vâng phục. Giống như Môsê, Samuel và Isaiah, có thể con sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng hoặc không chắc chắn vào những lúc này. Nhưng hãy nhớ rằng Cha luôn ở bên con. Sức mạnh của Cha trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối của con. Hãy dựa vào Cha và Cha sẽ dẫn dắt con trên mọi bước đường. Việc đáp lại lời kêu gọi của Cha không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần mà là một quyết định hàng ngày để nói vâng với Cha và cuộc sống Cha đã dành cho con. Đó là về sự trung thành trong cả những việc lớn lẫn những việc nhỏ, là sống một cuộc đời đầu hàng trước Cha và những mục đích của Cha. Cha biết rằng bước đi trong niềm tin có thể đáng sợ, nhưng Cha hứa với con rằng Cha sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi con. Cha sẽ ở bên con trong mọi chiến thắng và mọi thử thách. Tình yêu của Cha dành cho con không thay đổi và không bao giờ kết thúc. Hãy lấy cảm hứng từ câu chuyện của Môsê, Samuel và Isaiah. Hãy để những ví dụ của họ khuyến khích con đáp lại lời kêu gọi của Cha với sự dũng cảm và vâng phục. Hãy tin tưởng vào kế hoạch của Cha cho cuộc đời con, ngay cả khi con không thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Tiếp tục tìm kiếm Cha, lắng nghe giọng nói của Cha và tiếp tục bước đi trong niềm tin. Khi con làm điều đó, Cha sẽ mở ra những cánh cửa không ai có thể đóng lại. Cha sẽ dẫn dắt con vào những cuộc phiêu lưu mà con chưa bao giờ tưởng tượng. Cha sẽ sử dụng con để tác động đến cuộc sống của người khác và mang lại vinh quang cho tên của Cha. Con yêu dấu của Cha. Cha muốn con biết rằng Cha có một kế hoạch và mục đích tuyệt vời cho cuộc đời con. Nó vượt xa sự theo đuổi thành công trần gian, danh tiếng hay lợi ích vật chất. Những điều đó có thể trông hấp dẫn nhưng chúng không bao giờ có thể thực sự làm thỏa mãn linh hồn của con. Sự thỏa mãn cuối cùng của con sẽ đến từ việc cân bằng cuộc sống của con với ý muốn của Cha. Cha đã tạo ra con để phục vụ và tôn vinh Cha qua suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Khi con đặt điều đó lên hàng đầu, mọi thứ khác sẽ vào đúng chỗ. Cha biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thế giới đầy rẫy cám dỗ và sự sao lãng cố gắng kéo con ra khỏi con đường Cha đã vạch ra cho con. Có thể có những người cố gắng thao túng hoặc lợi dụng con vì lý do ích kỷ của họ. Đừng rơi vào những cái bẫy đó. Thay vào đó, hãy để cuộc sống của con là một phản chiếu của tình yêu của Cha. Đối xử với người khác bằng lòng tốt, sự thông cảm và tôn trọng ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Đứng lên vì điều đúng đắn ngay cả khi nó không được ưa chuộng. Hãy là ánh sáng trong bóng tối, chỉ đường cho người khác đến với Cha. Cha đang kêu gọi con đến một cuộc sống chuyển hóa cá nhân sâu sắc. Đã đến lúc thoát khỏi bất kỳ điều gì đang kìm hãm con trở thành con người Cha đã tạo ra.
Điều đó có thể có nghĩa là từ bỏ những thói quen cũ, những mối quan hệ không lành mạnh hoặc những môi trường độc hại cho tinh thần của con. Thay đổi có thể đáng sợ. Cha biết nó đòi hỏi một bước nhảy vào những điều chưa biết, nhưng cha hứa với con rằng cha sẽ ở bên con trên mọi bước đường. Cha sẽ ban cho con sức mạnh và dũng cảm để đưa ra những quyết định khó khăn đó và mạo hiểm vào những vùng lãnh thổ mới. Khi con điều chỉnh cuộc sống của mình gần hơn với kế hoạch của cha, con sẽ bắt đầu trải nghiệm sự phát triển và sự thỏa mãn chưa từng có. Con sẽ khám phá những tài năng và món quà mà con chưa từng biết rằng mình có. Con sẽ tìm thấy niềm vui và bình an mà thế gian không thể mang lại. Con sẽ tạo ra tác động tích cực lên cuộc sống của người khác chỉ bằng cách là con người mà cha đã tạo ra. Nhưng sự chuyển hóa này không chỉ là về hạnh phúc cá nhân của con mà còn về việc trở thành một phần của điều gì đó lớn hơn nhiều so với bản thân. Khi con sống theo mục đích của cha cho cuộc đời mình, con trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của cha cho thế giới. Sự đóng góp độc đáo của con quan trọng hơn con có thể tưởng tượng. Cha biết rằng con có thể cảm thấy không đủ khả năng hoặc không đủ tư cách cho nhiệm vụ phía trước. Nhưng hãy nhớ rằng cha không gọi những người đã chuẩn bị sẵn sàng mà cha trang bị cho những người cha đã gọi. Cha sẽ ban cho con mọi thứ con cần để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình. Điều cha yêu cầu chỉ là con tin tưởng cha và theo cha dẫn dắt. Nó sẽ không luôn dễ dàng. Sẽ có những thách thức và trở ngại trên đường, nhưng cha hứa rằng những phần thưởng sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ sự khó chịu hay hy sinh tạm thời nào. Những điều con phải từ bỏ không thể sánh được với những gì con sẽ nhận được trong cha. Khi con bắt đầu hành trình chuyển hóa này, hãy nhớ rằng đó không phải là về sự hoàn hảo mà là sự tiến bộ. Con sẽ vấp ngã và ngã, nhưng cha sẽ luôn ở đó để nâng con dậy, phủi bụi và đặt con trở lại con đường đúng đắn. Ân điển của cha đủ cho con và sức mạnh của cha trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối của con. Cha rất tự hào về con yêu dấu của cha. Cha thấy được trái tim con và biết những khát vọng con giữ sâu trong lòng. Cha đặt chúng ở đó vì một lý do và cha sẽ biến chúng thành hiện thực trong thời gian hoàn hảo của cha. Tiếp tục tìm kiếm cha trước hết và nhìn xem cha mở ra những cánh cửa mà không ai có thể đóng lại. Cuộc sống của con có một mục đích vượt xa những gì con có thể thấy hoặc tưởng tượng. Hãy đón nhận nó với tất cả trái tim và để cha dẫn dắt con trên mọi bước đường. Cha có những kế hoạch tuyệt vời dành cho con yêu dấu của cha. Hãy tin tưởng cha và nhìn xem cha làm những điều không thể đong đếm hơn bất cứ điều gì con có thể yêu cầu hoặc nghĩ đến. Con yêu dấu của cha biết con đường cha đã gọi con đi có thể cảm thấy cô đơn vào những lúc này. Đó là một hành trình thường đòi hỏi sự cô đơn và sự đồng hành của chỉ một vài người thực sự hiểu và chia sẻ sự cống hiến của con. Đây là một quá trình cá nhân mãnh liệt và có thể có những lúc con phải đi con đường này một mình hoặc với chỉ một số ít bạn đồng hành bên con. Nhưng hãy biết rằng sự cô đơn này có một mục đích lớn lao. Nó là cần thiết cho sự phát triển tâm linh và sự phản ánh, giúp con trung thành với con đường cha đã thiết kế với tình yêu cho con. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi thế giới dường như xa cách, con có thể nghe giọng cha rõ ràng hơn, dẫn dắt con tiến lên từng bước một. Cần có niềm tin lớn và sự quyết tâm để chấp nhận lời kêu gọi của cha và tin tưởng vào sự hướng dẫn của cha, đặc biệt khi điều chưa biết đang mở ra trước mặt con. Nỗi sợ có thể thì thầm những nghi ngờ vào tai con, cám dỗ con quay trở lại với những điều quen thuộc và thoải mái. Nhưng cha yêu cầu con dựa vào cha, tin tưởng vào kế hoạch của cha dành cho con, kế hoạch để con thịnh vượng và mang lại hy vọng và tương lai. Khi con kiên trì trên hành trình này, ngay cả khi con đường trở nên dốc và con đường phía trước dường như không rõ ràng, con sẽ bắt đầu thấy những phước lành cha đã hứa hiện ra trong cuộc đời con theo những cách vượt quá giấc mơ hoang đường nhất của con. Những thử thách con đối mặt sẽ củng cố niềm tin của con và tinh chỉnh tính cách của con, định hình con thành con người cha đã tạo ra.
con đường cha đã gọi con đi dẫn đến một cuộc sống có mục đích, đam mê và sự thỏa mãn sâu sắc. Đó là cuộc sống cha luôn muốn dành cho con, nơi những tài năng và khả năng độc đáo của con được sử dụng đến mức tối đa trong việc phục vụ vương quốc của cha. Khi con điều chỉnh từng bước với cha, con sẽ tìm thấy niềm vui và bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Nhưng hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, con yêu dấu của cha. Sẽ có những lúc con vấp ngã, khi trọng lượng của thế giới dường như quá nặng để chịu đựng. Trong những khoảnh khắc đó, hãy nhớ rằng cha luôn ở bên con, sẵn sàng nâng con dậy và mang con tiến lên. Sức mạnh của cha trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối của con và ân điển của cha đủ cho mọi thử thách con phải đối mặt. Khi con tiếp tục trên con đường này, con sẽ thấy rằng đức tin của con càng ngày càng mạnh mẽ. Con sẽ học cách tin tưởng cha đầy đủ hơn ngay cả khi con đường phía trước bị che khuất bởi sự không chắc chắn. Và khi con làm như vậy, con sẽ khám phá ra một mối quan hệ sâu sắc hơn với cha, một mối quan hệ nuôi dưỡng và duy trì con theo những cách mà không có gì khác có thể. Vì vậy, hãy lấy lòng, con yêu dấu của cha. Mặc dù hành trình có thể dài và con đường có thể hẹp, cha luôn ở bên con từng bước một. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi con và cha sẽ sử dụng mọi trải nghiệm, mọi thử thách và mọi chiến thắng để hình thành con thành tác phẩm tuyệt vời cha đã tạo ra. Hãy tin tưởng vào tình yêu của cha dành cho con vì nó không thể lay chuyển và vĩnh cửu. Dựa vào sức mạnh của cha khi con cảm thấy yếu đuối và để bình an của cha bảo vệ trái tim và tâm trí con. Và luôn nhớ rằng cha đang làm việc tất cả mọi thứ cùng nhau vì lợi ích của con và vinh quang của cha. Sự cô đơn con trải qua trên hành trình này là một món quà quý giá, một không gian thiêng liêng nơi con có thể nghe giọng cha rõ hơn và phát triển sâu hơn trong mối quan hệ với cha. Hãy đón nhận nó ngay cả khi nó cảm thấy không thoải mái, biết rằng cha đang sử dụng nó để tinh chỉnh tinh thần của con và điều chỉnh cuộc sống của con gần hơn với kế hoạch hoàn hảo của cha. Và khi sự cô đơn trở nên quá sức, hãy nhớ rằng con không bao giờ thực sự cô đơn. Cha luôn ở bên con và cha đã đặt những người trong cuộc sống của con sẽ đi bên cạnh con, khuyến khích con và nhắc con quay lại với cha. Hãy tìm kiếm những người bạn đồng hành trung thành này và để họ nói sự thật và sự sống vào linh hồn của con. Vì vậy, hãy lấy can đảm, con yêu dấu của cha. Hãy giữ chặt lấy những lời hứa của cha và tiếp tục bước đi trong niềm tin. Cha sẽ hướng dẫn con trên mọi bước đường và mở ra những cánh cửa mà không ai có thể đóng lại. Hãy tin tưởng cha và nhìn xem cha làm những điều không thể đong đếm hơn bất cứ điều gì con có thể yêu cầu hoặc nghĩ đến. Cha yêu con. Con yêu dấu của cha. Cha đã phán lời trong cuộc sống của con. Hãy bước đi trong niềm tin và quyết tâm, biết rằng cha đang dẫn dắt con từng bước trên con đường này và tin rằng con đường cha đã kêu gọi con đi, dù có thể đánh dấu bằng sự cô độc và hy sinh, sẽ dẫn con đến một cuộc sống vượt xa những gì con từng mơ ước, một cuộc sống đầy ý nghĩa, đam mê và sự bình an không thể lay chuyển đến từ việc bước đi cùng cha. Con yêu dấu của cha. Cha biết rằng con đường phía trước có thể trông đáng sợ và không chắc chắn. Con có thể cảm thấy sợ hãi khi bước vào điều gì đó mới mẻ, nhưng hãy nhớ rằng niềm tin đã đưa con đến đây sẽ tiếp tục giữ con đi tiếp. Hãy tin tưởng vào kế hoạch của cha dành cho cuộc đời con, ngay cả khi con không thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Khi những nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào và nói với con rằng con không đủ tốt hay đủ mạnh mẽ, cha muốn con nhớ rằng con thực sự là ai. Con là tạo vật của cha, được tạo ra với một mục đích đặc biệt và những tài năng độc đáo. Hãy nhìn lại tất cả những lúc con đối mặt với thách thức và vượt qua chúng. Những khoảnh khắc đó cho thấy sức mạnh và sự kiên cường mà cha đã ban cho con. Hãy nói những lời tích cực với chính mình, nhắc nhở trái tim con về sự tự tin con có trong cha. Khi con bước đi trong niềm tin, có thể con sẽ gặp phải sự phản đối từ những người xung quanh.
Một số người có thể không hiểu tại sao con lại chọn con đường này, nghi ngờ con hoặc cố gắng thuyết phục con ở lại nơi con đang đứng. Hãy nhớ rằng không phải ai cũng phải hiểu hành trình của con. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và khích lệ từ những người sẽ nâng đỡ và đứng bên con khi con theo đuổi lời kêu gọi của cha dành cho cuộc đời con. Hãy bao quanh mình bằng một cộng đồng những người tin tưởng, những người sẽ cầu nguyện cho con và cổ vũ con. Chấp nhận lời kêu gọi của cha có thể có nghĩa là phải thay đổi cuộc sống của con. Nó có thể làm xáo trộn kế hoạch của con và đẩy con ra khỏi vùng an toàn. Nhưng hãy biết rằng tất cả điều này là một phần của việc theo đuổi tích cực những giấc mơ và mục tiêu mà cha đã đặt trong trái tim con. Đã đến lúc chuyển từ chỉ tồn tại sang thực sự sống có mục đích. Điều này có nghĩa là phải thực hiện những bước đi có chủ ý mỗi ngày hướng tới những gì quan trọng nhất, điều chỉnh suy nghĩ và hành động của con với tầm nhìn mà cha có dành cho con. Khi con đứng ở đầu chương mới này, cha mời con dừng lại và suy nghĩ. Con có cảm nhận được sự xao động trong tâm hồn không? Sự kéo nhẹ nhàng về phía điều gì đó lớn lao hơn? Con có thấy những dấu hiệu và xác nhận trong cuộc sống của mình chỉ đến thời khắc quyết định này không? Hãy hít một hơi thật sâu và quyết định bước đi trong niềm tin. Hãy đón nhận sự biến đổi đang chờ đợi con, biết rằng cha đang ở ngay bên cạnh, dẫn dắt từng bước của con. Hành trình của con chỉ mới bắt đầu, con yêu dấu của cha. Sẽ có những lúc hạnh phúc và những lúc khó khăn, nhưng qua tất cả, cha sẽ là người bạn đồng hành trung thành của con. Hãy tin tưởng vào những kế hoạch cha dành cho con, những kế hoạch để giúp con thành công và mang lại hy vọng và tương lai. Khi con bước đi trong sự vâng lời kêu gọi của cha, con sẽ tìm thấy một ý nghĩa sâu sắc và sự thỏa mãn chỉ có thể tìm thấy trong mối quan hệ với cha. Cha rất háo hức để xem những cách tuyệt vời mà con sẽ tác động đến thế giới xung quanh. Những món quà và đam mê độc đáo của con được ban cho con vì một lý do. Hãy sử dụng chúng để mang lại ánh sáng và tình yêu cho những người cần nó. Hãy để cuộc sống của con là một tấm gương sống động về ân sủng và lòng tốt của cha. Sẽ có những lúc con đường phía trước dường như dài và những thử thách dường như quá lớn. Trong những khoảnh khắc đó, hãy nhớ dựa vào cha. Cha là sức mạnh của con khi con yếu đuối, sự an ủi của con khi con mệt mỏi. Hãy đến gần cha trong lời cầu nguyện và đắm mình trong lời của cha. Hãy để những lời hứa của cha là neo đậu của con và tình yêu của cha là ánh sáng dẫn đường cho con. Vì vậy, hãy can đảm lên, con yêu dấu của cha. Hãy mạnh dạn và dũng cảm đối mặt với những thách thức và cơ hội đang chờ đón. Bởi vì tất cả chúng đều là một phần của cuộc phiêu lưu lớn lao mà cha đã lên kế hoạch cho con. Con được định sẵn để trở nên vĩ đại, không phải vì sức mạnh của riêng con mà vì sức mạnh của đấng sống trong con. Hãy nhớ rằng danh tính của con không dựa trên những thành tựu của con hoặc những gì người khác nghĩ về con, mà là trên mối quan hệ của con với cha. Con là đứa con yêu dấu của cha, được yêu thương và quý giá hơn cả. Hãy để sự thật đó là nền tảng mà con xây dựng cuộc sống của mình. Khi con điều hướng con đường mới này, hãy là ánh sáng trong bóng tối. Hãy để cuộc sống của con tỏa sáng rực rỡ, chỉ dẫn người khác đến với hy vọng và tình yêu tìm thấy trong cha. Hãy là kênh truyền tải lòng trắc ẩn của cha, thể hiện ân sủng và lòng thương xót với mọi người con gặp. Hãy để lời nói và hành động của con phản ánh tính cách của Đấng Christ, thu hút người khác vào mối quan hệ sâu sắc hơn với cha. Và khi con đến cuối hành trình trần thế, con sẽ thấy mọi thử thách, mọi chiến thắng, mọi khoảnh khắc đều được đặt một cách có chủ đích để hình thành con thành con người cha đã tạo ra con để trở thành. Con yêu dấu của cha, cha đã gọi con bằng tên và con thuộc về cha. Cha có một tương lai và hy vọng dành cho con, một tương lai đầy ý nghĩa và mục đích. Khi con tiếp tục tìm kiếm ý muốn của cha cho cuộc đời mình, hãy tin tưởng vào những lời nhắc nhở trong trái tim và sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Thánh Linh cha. Hãy đón nhận hành trình phía trước, biết rằng cha đã đi trước,
chuẩn bị con đường và trang bị cho con mọi thứ con cần để hoàn thành mục đích độc đáo mà cha đã dành cho con. Hãy nhớ, con yêu dấu của cha, rằng cha không kêu gọi con đến một cuộc sống dễ dàng hay thoải mái, mà là một cuộc sống có ý nghĩa và tác động. Điều đó có thể đòi hỏi hy sinh, can đảm và niềm tin không lay chuyển, nhưng những phần thưởng, niềm vui, sự bình an và sự thỏa mãn đến từ việc bước đi trong sự vâng lời ý muốn của cha là không thể đo đếm. Vì vậy, hãy bước đi bước đầu tiên đó, tin tưởng vào sự hướng dẫn đầy tình yêu thương của cha và nhìn xem cha mở ra kế hoạch tuyệt đẹp mà cha đã dành cho cuộc đời con như thế nào. Cha là tác giả và người hoàn thiện niềm tin của con, là đấng sẽ hoàn thành công việc tốt đẹp mà cha đã bắt đầu trong con. Ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hoặc khó khăn, cha đang làm việc mọi thứ cùng nhau vì lợi ích của con và vì vinh quang của cha. Cha có một hy vọng và tương lai dành cho con, vượt xa bất cứ điều gì con có thể yêu cầu hoặc tưởng tượng. Những giấc mơ con đã đặt sang một bên, tin rằng chúng đã mất mãi mãi, sẽ được đánh thức lại. Những khát vọng và món quà đã bị lãng quên sẽ sống lại. Cha đang thổi luồng gió mới vào những ngày của con và dẫn dắt con đến một nơi rộng lớn. Đây là một lời mời gọi thiêng liêng, con yêu dấu của cha. Đó là một lời kêu gọi đến sự gần gũi sâu sắc hơn với cha, đến một cuộc sống trọn vẹn trong sự hiện diện của cha. Cha yêu con. Cha đang kêu gọi con hãy tin tưởng cha với cả trái tim mình. Hãy từ bỏ những kế hoạch của con và đừng dựa vào sự hiểu biết của riêng con. Khi con làm như vậy, cha sẽ làm thẳng đường cho con. Cha sẽ dẫn con qua những vùng nước yên tĩnh và khôi phục linh hồn con. Ngay cả trong những thung lũng, cha sẽ là sự an ủi của con. Lòng nhân từ và sự thương xót của cha sẽ theo con suốt cuộc đời. Sẽ có những thử thách trên hành trình này, những khoảnh khắc khi con cảm thấy bị căng thẳng quá mức khả năng của mình. Trong những lúc đó, hãy nhớ rằng ân sủng của cha là đủ cho con, sức mạnh của cha hoàn thiện trong sự yếu đuối của con. Khi con mệt mỏi, cha sẽ làm mới lại sức mạnh của con. Con sẽ bay lên với đôi cánh như đại bàng, chạy mà không mỏi mệt. Vì vậy, hãy bước tới với lòng can đảm, con yêu dấu của cha. Hãy bỏ lại phía sau những gì cản trở con theo đuổi lời kêu gọi của cha một cách toàn tâm toàn ý. Hãy đặt xuống mọi gánh nặng và sự ràng buộc và chạy với sự kiên trì cuộc đua đã được định sẵn cho con. Cha đang giải phóng con khỏi những ràng buộc đã giữ con lại và đưa con vào những không gian rộng mở. Cha đang làm một điều mới mẻ, mở ra những dòng suối trong vùng đất hoang vu và biến cho tàn thành vẻ đẹp. Hãy đón nhận mùa này với sự mong đợi, với trái tim chú ý đến sự dẫn dắt của cha mỗi ngày. Hãy tìm kiếm mặt cha, dành thời gian trong sự hiện diện của cha, để lời cha rửa sạch con và thánh linh của cha lấp đầy con. Hãy mang đến cha những nỗi sợ hãi và lo lắng của con, đặt những gánh nặng của con lên cha và tin tưởng cha sẽ nâng đỡ con. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ con hay bỏ rơi con. Khi con bước đi trong sự vâng lời kêu gọi của cha, con sẽ thấy cha hành động một cách mạnh mẽ. Cha sẽ mở những cánh cửa mà không ai có thể đóng, làm thẳng những con đường quanh co và dẫn dắt con vào sự trọn vẹn của định mệnh mà cha đã chuẩn bị cho con. Cuộc sống của con sẽ sinh nhiều trái, mang lại vinh quang cho danh cha. Con đường phía trước có thể không luôn dễ dàng, nhưng cha hứa sẽ đi cùng con qua mọi thử thách và chiến thắng. Cha sẽ là sức mạnh của con khi con yếu đuối, là sự an ủi của con khi con sợ hãi và là niềm vui của con trong những lúc buồn đau. Với mỗi bước con đi, con sẽ gần gũi hơn với cha và hiểu sâu sắc tình yêu của cha dành cho con. Khi con điều hướng chương mới này, hãy giữ trái tim mình mở đối với những lời nhắc nhở của Thánh Linh cha. Cha sẽ nói với con qua những người con gặp, những cơ hội nảy sinh và những tiếng thì thầm trong tâm hồn con. Hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của cha, ngay cả khi nó dẫn con theo những hướng không ngờ tới, vì cha biết con đường và sẽ không bao giờ dẫn con đi lạc. Hãy nhớ rằng con yêu dấu của cha,
con không cô đơn trong sự biến đổi này. Nhiều người được cha chọn đã đi trên con đường này trước con, bỏ lại cuộc sống cũ để đón nhận tương lai phi thường mà cha đã chuẩn bị cho họ. Họ cũng cảm thấy sợ hãi và không chắc chắn, nhưng họ đã tin tưởng vào kế hoạch của cha và khám phá một cuộc sống vượt xa những giấc mơ hoang đường nhất của họ. Vì vậy, hãy can đảm lên, con yêu dấu của cha, và bước tới với niềm tin. Hãy đón nhận sự hứng khởi của khởi đầu mới này và tin rằng cha có những điều tuyệt vời dành cho con. Những khó khăn và giới hạn của quá khứ sẽ phai mở khi con bước vào sự phong phú và mục đích mà cha đã chuẩn bị. Cuộc sống của con sắp thay đổi theo những cách con chưa từng nghĩ tới. Con đang ở bờ vực của một cuộc cách mạng tâm linh. Một sự biến đổi sẽ tiết lộ con người tuyệt vời mà cha đã tạo ra con để trở thành. Hãy đón nhận lời kêu gọi thiêng liêng này với đôi tay rộng mở, biết rằng cha đang ở bên con từng bước trên hành trình. Khi con bắt đầu cuộc hành trình này, hãy nhớ tìm kiếm cha trong mọi thứ. Hãy để tình yêu của cha là người hướng dẫn con và lời của cha là la bàn của con. Hãy bao quanh mình bằng những người sẽ khích lệ và hỗ trợ con trong sự biến đổi, và hãy là ánh sáng cho những ai vẫn đang tìm kiếm con đường của riêng họ. Đây là thời khắc của con yêu dấu của cha. Đã đến lúc bỏ lại phía sau những gì cũ và bước vào những điều mới mẻ. Hãy tin tưởng vào tình yêu của cha, theo sự hướng dẫn của cha và xem cha mở ra những kế hoạch tuyệt vời mà cha đã dành cho cuộc đời con. Sự biến đổi của con bắt đầu từ hôm nay và cha sẽ luôn ở bên con, cổ vũ con và ăn mừng mỗi chiến thắng cùng con. Con yêu dấu của cha, chìa khóa để hiểu được lời kêu gọi của con nằm trong chính con. Hãy nhìn vào trái tim mình và xác định những gì quan trọng nhất đối với con. Quan sát cách những vấn đề này hình thành trong suy nghĩ và hành động của con. Thông qua sự tự nhìn nhận này, con sẽ khám phá lý do tại sao cha đã kêu gọi con. Khi con khám phá mục đích của mình, con sẽ tìm thấy động lực để theo đuổi các mục tiêu của mình một cách tích cực. Hãy dành một chút thời gian bây giờ để suy ngẫm về những gì cha đã chia sẻ với con. Con đã sẵn sàng trả lời lời kêu gọi của cha chưa? Con có thấy những dấu hiệu cha đã đặt trong cuộc sống của con chỉ ra một chương mới không? Hãy đón nhận khoảnh khắc biến đổi này và bước đi một cách tự tin vào tương lai mà cha đã chuẩn bị cho con. Hành trình của con chỉ mới bắt đầu. Với niềm tin và sự quyết tâm, con sẽ khám phá ra mục đích sâu sắc và sự thỏa mãn mà cha đã lên kế hoạch cho con, như một trong những người được cha chọn. Nguyện con tìm thấy sức mạnh và lòng can đảm để sống một cuộc đời đầy mục đích, đam mê và sự thỏa mãn trong danh cha. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.